kính chào quý vị và các bạn. Đợt mưa lớn ở miền Bắc tạm chấm dứt trên diện rộng trong hôm nay, nhưng vẫn cần đề phòng với lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Sau mưa lớn, nước lũ đang dồn về hạ lưu các sông. Trưa và chiều nay, lũ trên sông Cầu có thể đạt đỉnh. Mực nước trên sông Cầu qua thành phố Bắc Ninh đang lên. Dự báo đến chiều nay, lũ có thể đạt đến mức là 5 mét, dưới mức báo động 2 vào khoảng là 30cm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông. Tối và đêm nay thì lũ sẽ có xu hướng xuống nhanh. Và ngoài lũ thì bà con sống ở các khu vực sườn đồi núi miền Bắc cũng cần phải cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất sau mưa lớn dồn dập 3 ngày qua. Khoanh vùng những điểm có nguy cơ như là tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và cả Hòa Bình. Mưa thì đã qua giai đoạn cao điểm và dự báo chiều và đêm nay, mưa chủ yếu xảy ra tập trung ở khu vực vùng núi. Số điểm mưa to trên 50mm chỉ là cục bộ. Với thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục chuỗi ngày có mưa vào khoảng thời gian chiều và tối nay. Cảnh báo mưa xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành. Có thể có mưa to cục bộ sẽ kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Trước khi chuyển mưa thì trời vẫn còn nắng gián đoạn, cục bộ 2 điểm. Biên Hòa, Tây Ninh chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và hầu khắp các thành phố, nhiệt độ dao động 30 đến 33 độ. Thời tiết tại miền Trung sẽ có mưa cục bộ tại hai điểm như là Nha Trang và Huế. Ban ngày thì trời vẫn còn nắng gián đoạn, nhiệt độ các thành phố dao động là từ 31 đến 34 độ. Hai điểm là Quảng Ngãi và Quy Nhơn chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa dông trong chiều và đêm nay, cảnh báo sẽ đi kèm theo cả lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối cùng là dự báo thời tiết trong một số các thành phố trong chiều và đêm nay.